Anh Hùng Thụy là cái tên được người dân làng Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đặt cho người đại úy đặc công nước huyền thoại Nguyễn Đức Thụy, người hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Giải phóng và Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Với ông Thụy, những ngày cùng đồng đội đánh giặc là những kỷ niệm hào hùng không bao giờ quên. Nhập ngũ năm 1967 và được tuyển chọn vào đơn vị đặc công của Bộ Tư lệnh Đặc công. Trong khoảng thời gian tham gia chiến đấu, ông đã trải qua trên 100 trận đánh lớn nhỏ, trong đó phải kể đến trận đánh Mậu Thân năm 1968. Ông được cử làm nhiệm vụ kết hợp với địa phương đánh giặc trong lòng địch. Năm 1970, kết hợp với dân quân du kích làm nhiệm vụ giải phóng đảo Long Sơn. Ký ức về trận chiến ác liệt diễn ra vào năm 1973, ông còn giữ vẹn nguyên bởi lúc đó là lúc ông rơi vào ranh giới giữa cái sống và cái chết. Chúng tôi nhìn rõ 4 chiếc tàu cặp vào nhau, tôi mới lệnh xuất kích. Thì đồng chí cả cát là ôm trái, điều khiển trái lội chìm để khi tàu nhiễu đi phải lặn xuống 4 mét và tàu lướt qua đầu, rồi bắt đầu theo chân vịt của tàu cuốn vào. Cứ làm như thế. Nhưng sau khi đi được khoảng độ vài 300 mét thì đồng chí cát bị chuột rút. Còn một mình tôi ôm cả trái phụ đổ và băng qua dòng nước chảy hơn 3 km, lao thẳng vào cụm tàu. Dưới hai khe tàu này, tôi cho trái chìm xuống mặt nước. Tôi mới dự toán là trái của tôi cấu trúc là kích phát nổ. Cho nên là toàn bộ 28.000 tấn này, nó sẽ nổ cùng với trái nổ 8 tạ thuốc nổ cực mạnh của đơn vị tôi cấu trúc. Buộc trái rồi, cho trái chìm rồi, điểm hỏa 1 tiếng đồng hồ, xong rút ra. Tôi ra được một cái số, coi nghĩa là tương đối an toàn. Đến giờ nó nổ, tôi chỉ nghe tiếng dịch và đồng thời cũng được không biết gì nữa. Trong mỗi trận chiến, ông và đồng đội đều giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Trước khi được nhận nhiệm vụ chiến đấu ở đơn vị chúng tôi, thì muốn chia lửa với đơn vị bạn, thì xác định đặc công nước chỉ cần chuột rút cũng chết, là không hoàn thành nhiệm vụ. Mà ra đi thì chúng tôi xác định được không hẹn giờ về, đánh tan trận thắng mới trở về gặp anh em. Với những chiến công lừng lẫy, Anh Hùng Thụy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Giải phóng năm 1973 và Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1976. Anh Hùng Thụy thì luôn là phát huy bản chất của người lính, anh bộ đội Cổ Hồ. Trong các hoạt động công tác ở địa phương thì đồng chí còn tích cực tham gia các cái hoạt động, tham gia vào công tác lãnh đạo trong giai đoạn đầu mới về. Đồng chí rất tích cực tuyên truyền cho các thế hệ, các cháu học sinh trong các nhà trường về truyền thống anh hùng, truyền thống bất khuất của quân đội và đất nước. Trở về cuộc sống đời thường, Anh Hùng Thụy vẫn tích cực tham gia công tác, thực hiện các phong trào của địa phương. Đến nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần lạc quan của người lính, lối sống giản dị mộc mạc của ông luôn được tôn trọng và đáng để thế hệ trẻ noi theo.